Wow. Bạn hả bạn, mình sẽ lắp bạn luôn. Rồi, bây giờ lắp nhanh lên nè. Đây là bạn Kiệt nha, bạn Kiệt đang bị lắp dưới cát nha. Wow, lắp chôm hết chưa? Dính hết luôn hả, còn hai bạn dính thôi nè. Wow, rồi, nước nó vô rồi. Để đi, để đi, để đi. Wow. Rồi đây các bạn, đây là chị bé nha, chị bé đang đeo khẩu trang nè. Đây là chị gì ta? Chị Vĩ. À chị Vĩ nha, chị Vĩ rất là dễ thương nè. Còn đây là bạn Kiệt nha, bạn Kiệt đang bị vô dưới đất rồi. Wow, còn lú hai cái giò ra. Wow, biển. Ê, biển nó vô hai cái giò rồi. Rồi sao giờ? Bây giờ mình làm nàng tiên cá đi.